Chân em cũng cô chuyến cho em ngồi cho mát hay con đang bệnh đó. Đó, hai con này là gặp nhau là đớp lộn rồi. Đừng có đớp là được. Ủa con này con khác đúng không Khoa? Con khác. Bây giờ con kệ tệ. Ủa sao thấy cái màu nó sao? Bên này nó tối tối hơn vậy. Đây gọi là heo. Ngồi xuống, ba bốn anh chị em ngồi đâu quay đủ. Heo rừng, heo rừng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dẫu là quay nắm chứ tay quay. Quay quay sao? Quay sao? Để rồi cầm cái cây á, cái cây á. Đó. Đó. Dính chi là dây này chứ. Heo rừng đấy, heo rừng đấy, mày đơn giản đó. Quả này là diễn hơi bị sâu đây. Con gái ơi, quay mặt qua đây nào. Quẹt cái quẹt là phải đồng nhịp theo như con heo nó lắc. Đó, hai đứa lắc rớt xuống đây. Trời, đang đóng mình cái hồn nước rồi bạn. Cắt chưa? Chín chưa, quay xong chưa? Chín rồi. Thôi cái 8 rưỡi à. Nhưng mà quay mấy con chó xong quay sang con heo người ta sợ hết hồn. Thôi ăn được à. người ta tưởng quay con chó. Người ta sợ hết hồn. Người ta tưởng quay con chó. Ủa, con này là của ai? Cái này là của ai đây? Dạ. Đúng rồi. Đó, lấy dao cắt miếng đi. Con này là phải ngoa đó Tài. Dạ không. Con này là con điêu thuyền. Con mò gần đĩa rồi. Rồi mời. Giờ thẻo xuống rồi, giờ thẻo xuống này là sao? Thẻo quá. Là có người phô kéo đây rồi. Đợi em ơi. Bây giờ theo ý anh cứ để nguyên này xong nhấc cái cây vô trong kia để xong bắt đầu ngồi trên đó mình lại xếp đá mình làm này xong xẻo từng miếng ra xuống ăn. Nhìn nó đẹp hơn. Đây là heo rừng quý vị nha. Kéo bẹt xuống đây thôi. Không, đây em cầm này đi anh. Nếu nó có nóng luôn nó còn nóng để cho nó nóng. Giờ hai anh em mình nhấc cái này lên nha, xong một hai người bê cả đá lên theo đi trong luôn. Ủa, thang ở dưới. Không, không cần đâu. Không cần thang rồi. Không cần thang đâu. Rồi, em tìm mấy hòn đá xem cái sao đó nè. Đủ, để vô. Rồi. Rồi được không? Không lấy cây. Được. Hay là mấy cái cây cổ bơi. Lấy một cái cây nữa. Kiếm một cây nữa. Kiếm một cây nữa. Cho cây nữa. Không được. Lấy nhà chút em. Cao hơn chút nữa. Đó, để cái này bắt đầu ngồi ai ăn bắt đầu làm. Cao hơn chút mình ơi. Đấy. Ở cây nào dài hơn chút ơi, dài chút cho anh. Đây, hai cây chân hãng. Ở cây kia được. Đây. Đây. Quá đẻ. Không nó xuôi không được. Còn cái này nữa. Khi nó kéo căng dây là thì nó đều nhau luôn. Trời ơi nãy giờ bắt dữ mới ngồi ở rồi. Rồi thôi đã đi ra ngoại này thì nó phải như thế này nó mới vui chứ đúng không? Đó, thế nó sao được không? Alo. Cảm ơn. Con lấy ổn định rồi. Rồi ok không? Rồi để vào vô xỉ. Vô. Đây dao đây. Bia vô. Rồi bia. Thấy bia, gì bia sao? Vô. Thấy dao hờn muốn chết luôn rồi đây. Dao ngon đó. Dao đồ bán đồ cũ. Cho mua gì để là cái dao. Cái cây để riêng đi. Không để vô luôn. Để từ từ đi. Đi nè đó. Rồi để bia vô là được. À sao không ơi, thì cái nó chịu bài luôn chờ. Bia vô. Hết đé luôn rồi. Đá tới kia nè. Đá tới kia. Đấy, vui chưa? Quay. Ủa nó đi còn cho xuống em. Con ơi. Anh cho em bé được bé. Dạ. Ơi đỡ đi tắm. Không có đồ thay. Rồi, ly đâu. Đây đây, cái này. Rồi. Bỏ lon vô. Lon vô ổn định tình hình. Anh thấy giờ em tạo nó sợ là lúng đất nó lót để vô. Sợ lúng đất, sợ lúng đít. Buồn bị đứt bị.
bị đé bự giờ thành nước đây. Quy định ngừng cái cục à.